có cho đôi anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn ai huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Là ngày buồn hay vui, ngày đắng đôi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn ai huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Một đêm Galaxy S22 Series camera mắt thần bóng đêm chụp hết mình, sợ gì thử thách đêm. Ủa, mọi người dưới đây hết rồi hả? Ăn gì chưa? Chưa, mới ngủ dậy mới thay đồ luôn. Đi ăn sáng. Đi ăn sáng, muốn đi đâu cũng được hay là đi theo chương trình ạ? Đi theo chương trình ha, ăn sáng ngon nha. Ra Hà Nội là phải ăn đặc sản nha. Ăn ngọt, xin chào bà. Dạ. Rồi bây giờ mình ăn cái gì đây ta, hồi hộp quá. Rất hồi hộp. Mình được ăn cái gì đây ta? Lần đầu tiên tôi thấy chương trình tử tế của chúng tôi. Bắt dậy sớm nhưng mà được cho ăn sáng. Buổi sáng thì có bánh bao nè, bún ngan, rồi phở Hà Nội nè. Trời ơi, bánh cuốn, bánh thang, bún thang nó kìa, ngon quá vậy. Cà phê trứng nữa. Làm gì đàng hoàng vậy cho tao uống cà phê trứng. Cà phê trứng là món đặc sản ở đây. Chẳng lẽ buổi sáng sớm cho tao ăn uống cà phê trứng thì nó sang quá không? Mọi người ơi, mình đang ở bún chả. Hai. Bún ốc. Wow, bún ốc riêu cua. Bây giờ chúng ta đã có mặt tại quán bún thang. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt của chương trình. Lần đầu tiên trong chương trình là sáng sớm được cho ăn ngon lành, mà mọi cái sự dễ dàng trong chương trình đều là một cái bẫy hết. Không có ai mà dễ dàng đơn giản cho tụi em ăn đâu chị. Cho ăn là lát hành lại. Đây, bún thang nha mọi người. Ớt xay vào. Đói nha, em rất là đói. Phố phèn, thôi em phèn, em sẽ đi phố phèn thôi. Ở đây nhiều quán quá, giờ ăn ở đâu ta? Ở đây hả anh? Hình như là chú biết ra Lâm nói nhiều hay sao đó. Chú nói là đừng hỏi nhiều quá để chú bán nữa. Dạ. À, cảm ơn. Đây là một tô bún chả Hà Nội. Không biết mấy người kia có được ăn lắm mình không? Thôi anh Giang ơi, bây giờ mình phải phòng trường hợp là mọi người không được ăn. Lỡ mà mọi người không được ăn mà mình ăn ngồi ăn lên TV kỳ lắm nha. Nên là bây giờ mình phải thủ trường hợp là mấy anh em không được ăn. Nên là mình phải mời mấy anh em. Dạ, em xin mời anh Giang một miếng thịt. Ngon lắm anh Giang ơi. Nếu mà anh đang không được ăn thì để em ăn giùm anh. Em mời anh Kiều Minh Tuấn. Anh Kiều Minh Tuấn là một người ăn rất là mạnh nha. Bây giờ miếng này em sẽ mời ba người. Hy vọng là mọi người được ăn, còn nếu mà mọi người không được ăn thì nhìn miệng em đỡ nha. Bình thường á là chương trình bắt phải làm cái gì đó mới cho ăn. Giờ cho ăn trước có khi nào mà lừa đảo không? Ghê lắm. Có nào bắt ở đây rửa chén 2 ngày 1 đêm không?
Cô ơi, cô có nhận nhân viên làm cho quán không cô? Không. Trời. Không. Trời. Quá buồn. Quá. Quá. Quậy. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Này nha. Giận hấp dẫn. Ngồi ăn nhưng cũng rung lắm, lận sống lưng nha. Nhân viên làm gì mà tốt vậy? Bình thường đối xử với tụi tôi sao? 4 miếng thịt, 4 cục giò, 3 cục thịt, 1 cục xương. Tôi đếm hết. Để hỏi mấy người hỏi tôi mới được trả lời. Bốn miếng quẩy. Sao lại tử tế bất ngờ quá à? Kiểu không quen luôn á. Kiểu bị đối xử tệ bạc trước giờ quen rồi, tử tế cái bị sườn á. Đã hướng dẫn cho con, cảm ơn cô chú nhiều. Dạ. Rồi, chào Lâm. Xin mời em nhận gì âm tiền anh? Gì đây? Đây là thứ nhiệm vụ của bạn ha. Rửa chén. Ủa? Hả? Có khi nào rửa chén không ta? Vậy đây hả? Không hành hạ vậy đây hả? Chờ xe tới. Ủa? Quá đơn giản. Không quen thiệt. Dạ. Hãy đến hồ Hoàn dạ. Kiếm đối diện tòa nhà Hàm Cá Mập. Dạ, trái phải trái, cũng cảm ơn chú nhiều. Hãy đến hồ Hoàn Kiếm đối diện tòa nhà Hàm Cá Mập. Em khổ quá, em không được ăn uống gì hết. Ủa, nói gì? Trời ơi, bác em rửa chén rửa thau, đâu có cho em ăn gì đâu. Ăn gì, ăn gì, ăn gì, ăn đâu có được ăn đâu. Tại sao? Khổ quá. Món gì, món gì? Bún riêu cua à? Bún riêu cua à? Bún riêu cua à? Bún riêu cua thiệt. Bún riêu cua. Em ăn bún gì? Em ăn bún chả nha. Bún chả kìa. Anh bún chả kìa. Thấy chưa, thấy chưa? Ủa sao? Anh với Tấn ngồi bàn, anh nói là đừng để em tụi ăn bún chả nha. Bởi vì nếu mà thực sự trong chương trình hôm nay mà bắt nấu á là bún chả là chết em luôn á. Thiệt á hả? Là ủa ăn món gì nấu món đó hả? Anh đang đoán gì đó? Đoán nè. Hả? Chết rồi. Mình sáng chút ăn mì gói đi. Trời ơi. Anh nói gì? Anh ăn bún ngang. Đừng ăn ngang kìa. Cũng ăn miếng chả miếng mà. Thì bún riêu nó cũng khó lắm nha. Ôi. Chúng tôi đã tới rồi à. Đúng rồi. Vỗ tay à. Các bạn đang có mặt tại Hồ Hoàn Kiếm, một nơi quá nổi tiếng của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của đất nước, đồng thời cũng là kinh đô ẩm thực nổi tiếng. Chuyến đi hôm nay có chủ đề là đi tìm công thức món bún đỉnh nhất. Đi tìm công thức món bún đỉnh nhất. Thấy chưa? Thấy chưa? Đi tìm công thức có nghĩa là mình phải nấu. Thấy chưa? Thấy chưa? Đi tìm công thức có nghĩa là mình phải nấu. Món bún đỉnh nhất nữa. Rồi, vậy trả em lại cái nhà hàng nãy đi. Em chưa kịp hỏi, em lo ăn không à. Chưa hỏi à? Chết em rồi. Tiếp theo là chúng tôi làm gì rồi? Bây giờ, chúng ta sẽ gặp gỡ hai khách mời ngày hôm nay. Wow. Ngày hôm nay. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đầu bếp. Ôi trời ơi. Trời ơi. Ở Việt Nam mà văn hóa. Trộm. Gọi điện báo công an nhanh. Không có điện thoại. Không có điện thoại, tôi cũng không có. Gọi báo công an, ông là trộm nhanh. Thằng 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 nàng Puka. Ơi, ai ơi. Tại sao gọi? Ơi, ai ơi. Hồi trẻ cháu đến đây để làm cái gì? Vì hôm nay ở Việt Nam mà văn hóa rồi ôi. Thôi đi về. Đây về thôi. Chán luôn rồi đó. Ôi. Trời ơi. Ở về Hiếu ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Vui quá. Biết cảm ơn mọi người đã. Anh biết nấu bún riêu không? Vui quá. Biết cảm ơn mọi người đã. Anh biết nấu bún riêu không? Anh biết nấu bún riêu không? Anh muốn đậu hay hỏi muốn riêu? Anh muốn đậu hay hỏi muốn riêu? Mới sáng sớm thằng này. Sáng anh vừa ăn bún đậu này. Thằng này. Sáng anh vừa ăn bún đậu này. Ủa, anh ăn bún gì? Em ăn bún đậu ạ. Anh biết nấu ăn đậu gì rồi em? Ơi, anh không. Ủa, qua cái này ăn gì? Bún ốc anh ạ. Đây nha. Một tô bún ốc các bác nha. Ui dồi ôi.
mỗi lần ra Hà Nội là bún ốc, bún ngan rồi nói chung là bún chả đấy, bún đậu mắm tôm nữa, là những món gọi là nó đi sâu ở trong con tim mình rồi. Thôi bây giờ em xin phép ăn bún các bác nhá. Nhưng mà không biết là hôm nay chương trình cực khổ cỡ nào, nhưng mà buổi sáng sớm cho ăn một tô bún ốc như thế này nè, cỡ nào cũng chơi được hết rồi. Mình ở Hà Nội đến bây giờ là cũng được 20 năm rồi. À đâu, mình ở Hà Nội đến giờ này là cũng mười mấy năm rồi. Nhưng mà đầu tiên trong cuộc đời buổi sáng lại được ăn bún đậu mắm tôm. Nhưng mà không sao, buổi sáng được thưởng thức bún đậu mắm tôm rất hay. Chị cho khách mời chào đi chị, em chưa biết hai bạn này luôn á. Thôi anh mới phát được mấy số thôi mà sao anh trở mặt nhanh như thế chứ? Sao anh trở mặt nhanh như thế chứ? Chứ gì nữa? Quá! Sao? Sao vậy Khoa? Ý là anh thấy em vô bị mờ nhạt quá. Vậy bây giờ phải chào nè. Khách mời tới. Vậy bây giờ phải chào nè. Khách mời tới mình che, khách mời mờ nhạt. Che mấy cái mờ nhạt. Thôi thì thật sự thì anh Lâm thì bây giờ anh cũng ở một cái vị trí khác rồi. Anh nghe nói Khoa mờ nhạt thì thôi Khoa cũng chào mọi người. Dạ em xin tự giới thiệu, em là một diễn viên cũng mới bước vào nghề được một thời gian ạ. Không được như anh Lâm. Dạ không được như anh Lâm, không được có mặt mà. Vậy em không muốn thì em cũng hơi nhạt một chút xíu, nhưng em cũng tên là Mạc Văn Khoa, hy vọng được mọi người yêu thương. Xin lỗi Lâm đi, xin lỗi Lâm. Xin lỗi anh Lâm, là em vào hơi nhạt xíu quá. Đã nặng lời với nhỏ quá. Em còn bạn là bạn là ai vậy? Dạ em cũng xin lỗi anh Lâm ạ. Dạ em cũng là diễn viên trẻ mới vào nghề ạ. Em tên là Đỗ Duy Nam ạ. Vâng, em ở đây rất là mong anh có gì anh cân nhắc giúp đỡ. Dạ vâng. Được, tôi sẽ giúp đỡ hai bạn. Ủa nhưng mà anh Nam, ý là ở ngoài này mới là địa bàn của anh em mình, mà sao anh Lâm ra mà giống như là quê anh ở đây ấy nhỉ? Ủa là quê đây hả? Vâng, vâng. Trong cuộc đua đi tìm công thức món bún đỉnh nhất, các thành viên sẽ chia thành hai đội. Các bạn sẽ đến địa điểm tương ứng với những món bún mình đã ăn và thực hiện nhiệm vụ. Nếu thực hiện nhiệm vụ thành công, các bạn sẽ nhận được những nguyên liệu tương ứng để nấu ăn. Các bạn sẽ nấu một món bún dựa trên những nguyên liệu mà mình đã mang về. Đội nào nấu được món bún đỉnh nhất, được đánh giá cao nhất sẽ giành chiến thắng. Trời ơi, bún thang tôi quá trời nguyên liệu luôn mà tôi không có được 2-3 thứ rồi lấy gì đâu. Thì có nhiều chơi nhiều đi anh. Đầu tiên, chúng ta sẽ tiến hành chia đội. Vì cuộc đua hôm nay liên quan đến món bún, nên hãy để bún quyết định. Thành viên nào gấp được sợi bún dài hơn sẽ có quyền chọn thành viên cho đội mình trước. Gấp sợi bún dài nhất à? Khoa thì có kinh nghiệm bún đậu rồi. Em là bún miếng, bún bìa, còn này bún sợi. Dạ. Anh gấp trước đi anh. Bới lên được nha, thải một cục lên cái rồi. Hai cộng. Hay quá anh ơi. Đó dài đó Nam ơi. Hai cộng. Đức anh ơi. Đức anh ơi. Xong rồi dứt ở đây, xong kéo qua đây, dứt ở đây. Kéo này về đây. Xong rồi dứt ở đây, xong kéo qua đây, dứt ở đây. Còn dứt vậy là đứt là chết luôn á. Ê, dài thôi nha. Đứt ở giữa là chết. Dài ở giữa là chết nha. Dài nha. Ôi, ôi, đứt luôn. Ôi. Rớt luôn rồi. Đây. Trời ơi. Thôi em xin phép anh Nam nhá. Ủa người ta có hai đốt bốn tay mà em còn chơi gì nữa Khoa? Đây thưa mọi người. Chưa được hai đốt bốn tay mọi người ạ. Biết rồi. Chứ vì hai đốt nên mới phải cẩn thận anh chứ. Thua hai đốt nó nhục lắm. Chưa được hai đốt bốn tay mọi người ạ. Biết rồi. Anh ơi có hai nấc thôi mà. Trời ơi. Nói có hai nấc thôi mà. Nói chung là người sao thì hàng nó vậy thôi. Đấy.
chiều cao đấy. Thắng à, ai thắng à? Bác Văn Khoa. Rồi bây giờ được chọn từng người về đội của mình. Khoa chọn anh đi Khoa. Chọn em. Em nên Khoa. Chọn em. Chọn anh đi. Khoa chọn anh đi Khoa. Chọn em. Em nên Khoa. Chọn em. Anh đi. Em họ nhạt lắm, em tham em mặn con mặn. Chọn em. Anh thấy em có giá trị chưa? Giá trị em đẹp mà em nhớ anh mới nói em họ nhạt xong. Hồi nãy mới nói vào họ nhạt. Lần này em mắc cười lắm. Bao còn không nhớ tên em mà. Cười sao đây cười ấy, cười đấy. Cười sao đây cười đấy. Bây giờ em nói một câu anh cười thử nhá. Ok. Anh cười thử nhá. Ok. Hồi nãy mới nói mở nhạc xong. Trời ơi. Em chọn rít anh ạ. Em chọn rít ạ. Yeah. Chết lẹ. Em đồ ăn được đấy. Được không? Được. Tiếp nào. Ôi thật sự thì nếu mà em chọn anh Giang thì nó lợi thế quá. Thôi em chọn anh không là thế nào, cái mẫu này khó lắm. Không, anh là cao thang rồi. Em muốn được đối đầu với anh. Ok. Rất dũng cảm hả? Làm đầu tiên. Anh Huy ạ. Ông chọn được Giang. Trời ơi. Em chọn đúng người rồi đó. Dạ. Em muốn có sự khó khăn thử thách ha. Mấy anh em cùng nhau trải nghiệm. Anh nấu được lắm. Chứ còn thắng thua quan trọng gì? Quan trọng lắm. Mà sao mặt nhăn nhó vậy? Bình tĩnh. Thắng thua quan trọng gì? Thì bây giờ Khoa chọn hai người rồi, bây giờ em chọn đi Nam. Em chọn là... Nè coi bây giờ còn bốn người nè. Ở em thì em gừng càng già càng cay, em cứ chọn anh Giang cái đó. Đừng có giỡn. Em cứ chọn anh Giang cái đó. Thử thách này là tập tạ không đó. Rồi tập tạ là phải tập tạ. Hai đứa qua đây, còn ba đứa mình nữa đó. Như hàng ế, hàng dạt đó, hàng dạt đó. Em được chọn tiếp à? Mời bạn vào đây xem có gì nào. Bây giờ là em cứ là chọn... Mời bạn vào đây xem có gì nào. Anh Lâm. Đấy, to khỏe, thế là sao không chọn đó luôn, đẩy tao qua đây. Thiệt tình luôn á. Qua cho có hình cho anh ra dẻo rồi nha. Không, thì anh chọn là vui rồi. Hình mà sâu sắc về nấu ăn thì em cũng phải cần một người. Không, anh nghĩ là Hiếu có nhiều cái hay lắm. Thôi, đừng chọn em. Hiếu. Em thấy đòi anh thấy xa xao á. Định hình đòi anh thấy xa xao á. Trời ơi. Em chọn có quyền, Hiếu. Thôi em không tin vô tài năng nấu ăn đâu. Hôm bữa kìa hay lắm, là ăn một lần rồi. Hiếu hay lắm. Thấy quải mà hả? Thấy quải mà hả? Dạ. Hay lắm mày. Vô hay đấy. Là anh chơi nhiều rồi, anh tiếp xúc. Hiếu hay lắm. Dạ. Hay lắm mày. Vô hay đấy. Là anh chơi nhiều rồi, anh tiếp xúc. Đúng rồi. Em chọn anh. Em chọn anh Tuấn ạ. Em chọn anh Tuấn. Em không tin anh. Em chọn anh Tuấn ạ. Em chọn anh Tuấn. Em không tin anh. Ủa, không vui gì hết trơn vậy? Mình lụm đứa mới đẻ về chưa vậy anh? Vẫn không nuôi dưỡng cho nó bú nữa. Đâu có, bây giờ là đi hành trình mình là đi tìm nguyên liệu. Bây giờ là không có nguyên liệu thì em có em nè, em là thịt. Ủa, tụi bạn lắm. Quá trời. Như vậy, chúng ta đã xác lập đội xong. Chúng ta sẽ chơi thêm một trò để chọn phương tiện di chuyển. Quan trọng nha mọi người. Quan trọng nha anh ơi. Hai phương tiện di chuyển có ngoại thất giống nhau. Tuy nhiên, chỉ một xe có hệ thống máy lạnh xịn sò và một xe có hệ thống làm mát từ thiên nhiên. Sáng ăn gì mà đi khùng vậy? Chúng ta sẽ chơi đá gà tập thể. 8 thành viên sẽ đá gà trong vòng tròn này. Chết rồi, lại đá gà. Người đầu tiên đặt chân xuống đất sẽ đồng hành cùng Jennifer. Thành viên nào trụ được tới cuối cùng thì đội của thành viên đó sẽ được ưu tiên đi xe tốt hơn. Còn mấy khúc giữa là không sao hết. Không sao. Thôi mình thứ hai là ok rồi. Xin mời các đội chuẩn bị thi đấu. 2, 3. Gà mà không gai là con gà con. Gà mà không gai là con gà gà. Đi lang thang trong sân có con gà có con gà. Chết. Trong sân có con gà. Đợi chúng tôi là đội. Con gà. Đào.
Minh gà gà này xôi đi. Ờ. Xôi gà xôi thịt đi. Rồi, xôi. Xôi. Xôi, xôi. 3 2 1 bắt đầu. Nha, có cá rồi để ấy à. À, sao không ai kiếm trước vậy? Quá trời. Cầm lên nào Hoàng, phải cầm. Chơi không? Đập đầu cho tụi em. Ủa ai cuối cùng? Em. Ai đầu tiên? Em. Ai phóng em quá, em vô tình em va vào. Mới cho nó kiến không có. Mệt quá. Quá trời. Nó thục em cái em té luôn ngã ba vô vậy vô kiểu. Ai thục em? Thằng Khoa nè. Nó suốt em một cái em vô ngã ba vô vậy. Nãy nói té sao? Diễn viên trẻ đâu đó. À. Nó đá đúng rồi. Vì Kiều Minh Tuấn là người trụ lại cuối cùng. Xin chúc mừng đội Mạc Văn Khoa đã là đội chiến thắng. Đội của Đỗ Duy Nam sẽ phải đi chiếc xe kém tiện nghi hơn. Và Dương Lâm sẽ phải đeo em Jennifer suốt hành trình này. Trời ơi, em đâu quá hợp rồi. Trời ơi. Quá hợp anh rồi. Anh con này chơi bằng đen đủi lắm hả? Trời ơi, luôn nha. Cuộc đua có giới hạn về thời gian. Các bạn sẽ có 6 tiếng để thực hiện nhiệm vụ ở 4 điểm khác nhau. Trước 4 giờ chiều nay, các bạn phải có mặt ở địa điểm cuối cùng để lấy nguyên liệu quan trọng nhất của cuộc đua, chính là bún. Nếu như không về kịp, cứ 30 phút về trễ, các bạn sẽ mất đi một nguyên liệu. Yeah! Em bỏ gì à? Bún nốt coi nha. Vì ở mỗi nhiệm vụ, các bạn chỉ có một cơ hội thực hiện thử thách, nên chúng tôi sẽ cho các bạn mỗi người một thẻ cơ hội để các bạn có cơ may thực hiện thêm thử thách đó. Tuy nhiên, sẽ có thẻ tốt và thẻ xấu. Mời các bạn đến nhận thẻ. Thẻ tốt, thẻ xấu nha, có nhiều thẻ mất cơ hội luôn nha. Khi nào dùng thì mới được mở ra. Bữa nay chúng ta giống như là xuống núi, thầy đã đưa cho chúng ta một cái tiệc chiêu cuối. Khi nào tới chuyện nguy cấp, các con hãy lấy ra dùng. Hôm nay là lần đầu tiên chương trình mình có một cái thử thách là từ đây tới chiều luôn, mà 6 tiếng đồng hồ. Hồi trước giờ chưa có, hồi trước từng đoạn từng đoạn. Mà trong 6 tiếng đó chúng ta phải vượt qua nhiều cái nhiệm vụ. Có chắc chắn là sẽ có cay đắng đó. Nhưng mà không sao, mình sẽ có nhiều cái niềm vui trong cái chặng đường này, trải nghiệm. Hôm nay đặc biệt vỗ tay cho Đỗ Duy Nam và bà Văn Khoa. Đến một chương trình được nhiều người yêu thích nhất hiện nay, đó là chương trình Hai Ngày Một Đêm Tự Do Tự Lơ. Galaxy S22 Series camera mắt thần bóng đêm chụp hết mình, sợ gì thử thách đêm. Xe buồn quá. Ui. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Thôi ngồi cuối cũng được, miễn sao có máy lạnh anh ạ. Ủa, nãy nó mình đợi thua là mình đi xe. Mình đi xe không có. Mình đi xe, xe gió trời mà. Có lộn không?
Xe nãy hả? Rồi. Vậy mà anh cứ tưởng là mình được đi chiếc xe Hà Nội City Tour kia kìa. Đấy, em cứ nghĩ là được đi chiếc xe ở xe ngoài trời kìa. Anh ơi, mình xích tích giùm em cái. Xe 2 tầng đó, đó. Tưởng là đi xe 2 tầng đó mọi người. Thầy cũng vậy, thôi mở máy lạnh cho anh em đi nha. Ra rẻ quá. Khỏi như nhau. Xạo rồi ra rẻ rồi. Trời, mình không có thích gì máy lạnh, mình lo cho anh quay phim thôi. Đúng, quay phim là dễ xỉu lắm đó. Cực hổm rài. Mà đất khách quê người. Mà Hà Nội thì mùa này là oi bức nhất, nóng nực nhất. Nhưng mà có nhất thiết là cứ phải mở cửa này không anh nhỉ? Nóng quá. Bọn mình bình thường thì mọi người hay chơi theo kiểu phong cách nào? Phong cách gì cũng chơi luôn. Đã có đạo đức hay là không cần đạo đức hay không, là đội mình tính không toán hay là nham hiểm? Đội mình là bá dơ. Đội mình là bá dơ. Bá dơ đúng không? Đúng rồi. Em biết đường em còn hòa nhập chứ, bá dơ đúng không? Bá dơ ăn nha. Gian mọi hình thức. Đốm giò, tại bên kia có anh già chuyên gia ăn gian lắm. Hồi nãy anh néo quần anh đó, anh mới té đó. Anh Giang ảnh hay tung quả mù lắm. Kiểu như mà ảnh đang kiểu mà đưa mình vô một một thiên đường gì đó. Vô tình á, rồi ổng đâm mình. Đó, ổng lụi á. Cẩn thận. Nhưng mà sao anh thấy rít ít nói vậy? Bé nó kiệm lời chưa lắm. Chưa nói không đâu. Không phải, tại nãy giờ thấy anh Tuấn nó không vui nên Em bớt không vô. Trời dính hả? Kìa. Trời ơi, tội nghiệp quá chứ. Ôi mầm non ơi, mới rẻ hôm qua dạng limousine đấy. Còn bên đây là giống mấy xe đò. Tội nghiệp quá. Ai vậy kìa. Mát quá. Trời ơi, nhìn ngợp quá. Vui vẻ gì. Nóng nha, xe nóng quá. Xe không có máy lạnh, xe mình không có. Xe mình có mà không mở. Không mở. Cái này đi vào chỗ để nấu cái gì đây? Em nghĩ tới nguyên liệu á, em nghĩ tới nguyên liệu. Ủa, Hà Nội là mùa này là nóng nhất chưa anh em? Mùa này được mệnh danh như là hỏa diệm sơn luôn. Cái nắng ở đấy nó khủng khiếp vì độ ẩm nó cao, xong là lại không có gió. Hôm nay mình đi là bất chợt là có 2 cơn mưa, mấy hôm trước đi là nóng khủng khiếp. Được cái chương trình quay mùa nắng không ha? Đi sao? Ước chị được đi Hàn một lần, chương trình có điều kiện cho tôi đi Hàn đi. Ủa, mình làm chương trình các điểm đẹp của Việt Nam đi Hàn quay gì mệt? Lâu lâu có cái đặc biệt đi chứ. Không có đặc biệt, mình giới thiệu du lịch Việt Nam rồi đi Hàn Quốc ông. Ở bên thăm người Việt bên đó. Sao? Thì đó cũng có người Việt rồi. Trời sắp mưa rồi, oi. Tuấn ơi. Tới rồi bà con ơi. Ơi tới rồi. Rồi. Đi thôi. Đi thôi. Thử thách gì đấy? Ngõ này hình như là cảm giác cũng là làng nghề làm đậu hay sao anh ạ? Đấy, cảm giác có mùi sữa đậu luôn. Chúng ta đang có mặt tại làng Mai Động. Đây được coi là nơi đã làm ra món đậu mơ nổi danh mấy trăm năm tại Hà Nội. Wow. Đây cũng là nơi các bạn sẽ chơi game để giành nguyên liệu món bún đậu. Trò chơi có tên là ăn tiếp sức. Ăn tiếp sức. Các bạn sẽ đeo những chiếc găng tay đặc biệt, lần lượt ăn những món ăn mà chúng tôi đưa cho. Nếu cả 4 thành viên hoàn thành 4 món ăn trong vòng 2 phút thì thử thách thành công. Hiểu. Cố lên. Lâm miệng to thôi này ha. Game nào anh bảo em ăn em nuốt hết trơn á. Hiểu nhận cái gì đâu. Đâu em cái nào cũng được, mấy anh lựa trước đi. Bây giờ mẹ già nè, bây giờ cho mẹ chọn trước.
Cái vấn đề là cái này nó sẽ dễ gấp hơn là cái này. Nhưng mà anh khéo lại để gấp cái này cho. Ok, hợp lý. Cái ly nước là sao gấp đây? Ly nước sao gấp? Vậy thì để anh luôn. Không, vậy anh về gấp ly nước đi. Rồi. Rồi, vậy em gấp cái cho chú Bi cho. Rồi. Rồi chưa, đeo vô. Đeo mỗi người một cặp, này là 5 cặp luôn. Đó. Rồi, hợp lý. Dạ, cái nước này chua ha. Ui, khó đấy nhá. Khó mới thử thách chứ. Trời dễ thử thách làm gì. Anh ơi, cái này giống trong phim gì anh ơi. Người sói. Ba, hai, một, bắt đầu. Vô. Anh Lâm. Vô. Anh Lâm ơi, cố lên anh. Quá. Trời ơi, khủng khiếp quá. Đừng có chọc cười. Ngon mà, ngon không? Hay quá. Tưởng tượng mình, rồi. Mình có gì phạm lỗi đến nuốt mình luôn á. Cái này khó nè. Đừng có coi. Có được nước nè. Vô kìa. Có được nước nè. Vô kìa. Rồi, vậy là cũng tay này cũng là cái miệng to nhất cầu giấy, phải đùa thôi nha. Hết nổi rồi. Dạ. Đi làm ơi. Ngon. Trần Văn Xúc. Một. Ngay quá trời ơi, bốc lắm bốc. Hai. Từ từ anh. Đỡ ở dưới. Khó lắm mày. Đúng rồi. Thời gian các bạn thực hiện là 2 phút 52 giây. Làm gì nhanh nhỉ? Em ăn không hết phút rồi. Đúng rồi. Về ngay dùng bát của mình và để mất thời gian vậy đó. Đây là thời điểm các bạn được sử dụng một chiếc thẻ cơ hội của mình. Đó, mình tháo cái bộ móng mình đang bộ neo mình ra. Tháo bộ đây, của em đây. Một khi nào em lại may mắn đại ca. Ừ, anh nghĩ vậy á. Mở ra cái chả cốm thêm 4 miếng. Anh đọc hộ em cái em hơi run. Và chiếc thẻ của chúng tôi là hãy thể hiện một tài năng cá nhân được ekip vỗ tay và công nhận. Ê, đây có cái chảo đây. Hay anh thể hiện tài năng đập lõm cái chảo này đi anh Lâm. Đập nát đầu đúng không? Bảy ơi. Một, đau. Vô. Bây giờ em làm dẻo được không? Múa dẻo đi. Coi là mà nó đặc sắc không? Xưa là làm người ta ồ nha, còn giờ người ta có ồ hay không em không biết. Wow, anh nghĩ là em cởi áo ra là khán giả wow liền. Ừ. Tài năng gì kỳ công việc. Wow. Rẻ rún hả? Cảm thấy rẻ rún hả? Vâng, thưa quý vị, thưa tất cả mọi người, và bây giờ sẽ là tài năng của đội chúng tôi. Dạ. Đó là Hot Boy, Hiếu Thứ Hai. Bây giờ mọi người hãy hướng mắt về sân khấu và xem phần trình diễn của Hiếu Môn đây. Ê! 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 Trời ơi!
Tôi thấy là ở dưới này không ai mà cảm giác thích thú hết trơn. Ai mà làm được? Đúng rồi, em cũng nhận đấy là tài năng đấy anh ạ. Đúng không? Vậy mà không vỗ tay cho nhỏ. Thú vị, sau phần biểu diễn đầu tiên, bốn người chúng tôi cảm thấy hứng thú, nhưng ekip cảm thấy gọi là không mắc cười cho lắm. Cho đó tôi sẽ xiết xe đạp ngoài sau. Hay luôn. Được không em? Hợp lý luôn. Được không em? Được. Đúng rồi, được. Còn em thì nhảy hip hop nửa mùa nhá. Ok. Let's go. Man bầu, ý thứ hai. Nhìn tôi anh thật cool, là như băng mà không cố. Tao tuyết lên cây cao như B-Ray trong thành phố. Bài ra liên tục lặp lại như một tuổi số. Còn mày chắc của em mong một phần một thằng ngôn. Dạ rồi, ok chưa hả? Dạ rồi, ok chưa hả? Vỗ tay được chưa? Sự kết hợp của cả đội nhớ được chưa? Yo. Có chuyện chó. Chó sủa, ngay con chó nó còn vui. Hình như chúng ta đang ở một cái đình hay một cái gì đấy, cái di tích lịch sử, đình Khương Thượng. Khương Thượng. Tới nơi rồi. Cái gì đây? Ui nặng quá vậy. Trong này là cái gì anh? Ui không biết cái này là gì. Cái này thường thường là trong cái dân gian là khi mở ra là thường sụp tay vào liền đó. À vậy hả? Em đừng mở nhá. Ok là bắt con chim. Đó có phượng hoàng lửa phù hợp đất gì đó. Rồi nha, em chọn chưa nha. Chuẩn bị. 1 2 3 chốt. 3 chốt. Ốc bươu hoặc là ốc ngoài này cái này là ốc nhồi. Ốc bươu là cái này nó không có dài được như vậy. Cái này nó dài ra vậy nè. Ốc rồi. Ốc này nổi tiếng ngoài đây lắm. Nó là gì ạ? À, xin chào mọi người, chúng ta đang có mặt tại làng Khương Thượng nổi tiếng với lại món bún ốc chứ danh. Nhắc tới bún ốc Hà Nội thì người ta sẽ nhắc tới bún ốc làng Khương Thượng. Và trò chơi chúng ta sẽ chơi đầu tiên đó là game câu hỏi thưởng thức. Thưởng thức? Câu hỏi thưởng thức hay là thưởng thức? Câu hỏi thưởng thức gia đình đồ á, mấy câu hỏi mà. Câu hỏi nó bình thường nhưng mà rất là nhiều kiến thức đúng không? Ok. Các bạn sẽ có nghe câu hỏi và viết câu trả lời của mình đưa lên. Cả bốn người phải có câu trả lời đúng 2 lần trong 5 câu hỏi thì mới được công nhận là thành công. Rồi. Wow. Không được bàn luận với nhau. Rồi. Và mọi người có 5 giây để viết ra đáp án. Trời ơi, sao mà kịp. Viết có 3 giây, hết 3 giây rồi. Không nhìn nhau nữa đúng không? Câu hỏi đầu tiên, làng Khương Thượng nổi tiếng với một biệt danh nói về nghề bún ốc đặc trưng của mình. Điền từ còn thiếu trong biệt danh đó. Đập chôn khêu 3 chấm. Đập chôn khêu. Đập chôn là chôn trộn hả? 5. Đập khêu khêu ốc. 3. 2. Ốc. Một, xin mời đáp án. Đập trôn khêu ốc. Khêu ốc. Khêu ấy là khêu cái con ốc đó. Khêu ra đó. Khêu. Khêu ốc ra. Thì hiện tại là bốn người đang trả lời như nhau. Tuy nhiên đáp án của chúng tôi là ruột. Hả? Câu này nói về cách chế biến ốc. Đập trôn nghĩa là đập đuôi ốc. Sau đó khêu ruột là phần thịt bên trong lấy ra. Trời ơi, chết rồi. Nháp anh ạ, câu đầu nháp. Đi. Còn bốn câu nữa mà. Câu hỏi thứ hai. Để làm sạch ốc, người ta sẽ ngâm ốc với thứ gì? Muối. Không. 5 4 3 Giấm nước gạo, nước gạo. 2 Nước vo gạo. Mời đáp án ạ. Vo gạo, nước vo gạo. Đúng rồi. Nước vo gạo nha. Nước vo gạo. Nếu mà cho thêm xíu, thường hay cho thêm xíu ớt rồi. Ừ, ngày xưa không ớt, cứ để vậy để qua đêm. Nước vo gạo ớt xả nữa. Ớt xả là để cấp tốc thôi, nhưng mà ngày xưa là bỏ vo gạo vô thôi để qua đêm một ngày mai ấy được, chứ không là nó chết. Em tưởng là bỏ muối vô nó mặn. Không, nó lè mặn, nó lè là cấp tốc thôi. Đáp án của Chris là gì ạ? Nước vo gạo. Nước vo gạo đó, nhưng mà hói quá chưa kịp vo gạo. Bé là vo gạo trong tâm nước vo gạo luôn á, em viết chậm lắm.
Rồi. Em giết chậm lắm. Rồi, nước vo gạo. Nước vo gạo ạ. À. Đội mình là bá dơ. Bá dơ đúng không? Đúng rồi. Em biết đường em còn hòa nhập chứ, bá dơ đúng không? Bá dơ nha. Ăn da mọi hình thức, ăn da mọi hình thức. Đáp án nước vo gạo chính xác. Yeah. Một lần nữa thôi. Câu thứ ba, kể tên loại ốc hay dùng để làm món bún ốc mà tên gọi trùng với tên một loại trái cây. 5, không bạn à, 4, nào đó. 3, 2, nào đó. 1, nào. Phạm Quy à. Phạm Quy thì bỏ qua. Trời ơi, Phạm Quy thì bỏ qua. Anh ơi. Em nhắc á. Ốc nà, ốc nà đó, nà đó. Nhưng mà đúng là nà không? Đáp án là ốc mít. Ốc mít. Trời ơi. Em á. Ngoài trong đầu mình còn nhồi với bưu với này kia mà. Anh nhớ là ốc mít ngon lắm. Ốc mít này hả? Không, ốc mít trong mình gọi là ốc gì ta? Ốc gì mà cái đít nó dẹp lép à? Ốc sầu riêng. Ốc, ốc sầu riêng. Ốc. Thôi qua đi. Câu số 4, trong vở cải lương Ngao Sò Ốc Hến, nhân vật ốc làm gì? Chết rồi có coi đâu. 5 4 3 2 1 Mời đáp án. Thì bà bán ốc, thì bà bán ốc chứ làm gì. Mẹ em thì tuổi thơ hơn, khả năng đi chăn trâu xong là bắt ốc á. Chết rồi. Anh nhớ sao ra kỹ nữ. Anh nhớ sao ra kỹ nữ. Cái gì vậy? Anh không có nhớ. Anh nhớ là cái gì mà chửi rồi bắt đầu giành giật tình yêu rồi cái gì bị đánh ghen cái gì nó tùm lum á. Ờ phải không ta? Biên tập ơi, chúng tôi có một thành viên vô tri ở đây. Không nhớ. Kỹ nữ anh lộn qua bên Kiều rồi. Ôi vậy hả? Không có đáp án nào chính xác à. Đáp án chính xác là ăn trộm. Đoán số ốc trong mẹt trên bàn là chẳng hay lẽ. 5, 4, 3, 2, 1. Làm gì mà cho số lẻ? Số lẻ là xui, là xu. Xu, chẳng. Xu lắm. Chẳng cho ai mà lẻ. Ngày lẻ xưa ông lắm. Bà nói là lẻ là bắt đầu là đi bán ốc là bằng đồng. Đồng lẻ. Cắt bạc lẻ. Phải lượm những đồng chẳng về. Xin mời mọi người tự đếm ạ. Đây, đây, đếm cho. Đây, 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 đây. Ừ, thành phố Hồ Chí Minh ra đây đếm ốc. Một nè. Ba này. Nè, không cần ấy, mình cứ đếm, cứ đếm một cặp vậy là được. Năm này. Đó. Sáu này, đó, đúng không? Tám này, nè. Chín này, nè. Mười này, nè. Mười một này, mười hai này, nè. Mười ba này, nè. Mười bốn này, nè. Mười lăm này, nè. Mười sáu này, nè. Mười bảy này, nè. Mười tám, nè. Mười chín, nè. Hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi hai, hai mươi hai, hai mươi hai. Chẳng ơi. Đã nói rồi, khoảng 6-2 của anh đúng không anh? Đúng rồi, anh không biết. Chẳng rồi. Cục như là mọi người ghi hình lại mà. Chẳng, chẳng, đúng rồi. Mọi người đặt tài eo ơi, nói thật là. À, xin mời biên tập lên đếm ạ. Lên đếm mời, đi. Mời lên, lên đi. Bây giờ anh Tuấn, nếu mà bây giờ mình đếm đúng á. Là mình thắng luôn. Thắng luôn. Mình thắng em mà. Nhưng mà đi vẽ đâu mèo nữa. Còn phải xin lỗi mình nữa. Dám kêu mình ăn giá. Tụi tôi sẽ bị đau lòng. Biên tập lên đây là một cái đi không dễ dàng nghe chưa. Rồi có giấu trong người không nha. Nè, 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 nhìn nè. Hai. Nè, nhìn nè. Đặc tả nè. Đặc tả nè. Sáu. Đặc tả ơi. Tám. Nè. Mười. Nè. Mười hai. Nè. 14, 4, 16, bao nhiêu con? 28. Cái gì đây? 54. 54, cái này là gì đây? Cái này là gì? 58. Eo ơi, hồi nãy em đoán 62 con là gần chính xác luôn đấy. Cái này 58. Ừ. Có ai giấu một con đi đâu rồi? Có cái chuyện giấu cái gì? Này, phải hiểu ekip, có thể ekip để lẻ những con ốc nó bò ra ngoài. Lẻ bả đi. 58. Ba, 58. Cái gì, cái gì? Tự nhiên, tự nhiên bóc quần tôi. Bóc túi người ta. Ủa sao bóc túi ta? Sao tôi bóc túi? Tự nhiên bóc anh trộm ở đâu vậy? Túi người ta. Anh nghe anh trộm. Thôi đây, khiêm khiêm nó ra, khiêm nó ra. 58, 50 chết. Thôi được rồi, được rồi. Anh nhớ mà chết. Không phải, em thấy mấy con ốc nó còn bò ngoài kia kìa. Rồi mời chẳng mà em mời là chẳng mời chẳng, chẳng. Mọi người tự đếm à. Rồi khi ra, khi ra. Rồi rồi rồi. 59. Không có 59 gì hết. Rồi rồi rồi. Rồi xong rồi. Tạm nó còn đi. Đây khoai nha, con này có ốc bùn vàng. Nó mới đẻ. Em nghĩ là nó mới đẻ. Mới đẻ luôn. Cái này là mới đẻ chứ sao mà hồi nãy 58. Thua rồi. Ủa? Thua rồi, mình không nghĩ nó lại xuất hiện nó như vậy. Ở Hồ Gươm thì mỗi người đã có một thẻ cơ hội.
Thẻ đó sẽ mang đến cơ may thực hiện thử thách lần nữa. Mình có muốn thẻ cơ hội, mình muốn sử dụng thẻ cơ hội của ai ạ? À? Thẻ cơ hội đi, ai cũng được hết. Em nghĩ của em đi. Rồi chơi, tại nãy mang Giang đúng không? À là bây giờ phải thắng cái này thì mới được nâng ốc về anh. Ôi thế thì phải cường điên mày chơi thôi. Thẻ cơ hội của em đi. Rồi mà em mở ra. Bún ốc mà không có ốc thì chết. Gì vậy? Chết. Nghỉ nơi tại chỗ 15 phút. Đâu cần nghỉ đâu, mấy giờ mới quay mà. Tụi anh đang bị trễ. Rồi giờ sao? Bắt đầu canh thời gian ạ. Ủa? Alo? Thời gian thấm thoát thôi đưa rồi. Rồi, dừng hiệu ứng 15 phút cho em nha. Kinder Mocha mới. Đói đói rồi, Mocha thôi. Bây giờ như này, bây giờ là Lâm có muốn thay đổi vị trí nào không? Dạ không, em nghĩ đôi môi của em thì em sẽ nuốt tròn hai cái này nó dễ dàng hơn. Chủ yếu là mình nãy bị khúc mắc cái này thôi, cho nên cái thời gian của mình phải tập trung vào cái này nhiều hơn. Vậy bây giờ mình xếp nó như thế nào ta? Cái này đầu tiên đi, cái này đầu tiên đi, cái này đầu tiên đi. Đầu tiên rồi em thứ hai cho. Rồi anh kéo qua. Hiếu cố lên nha em nha. Rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Thôi đó, đó. Giờ phát hiện nha, cái miệng này cũng không vừa gì đâu nha. Đó trời. Ăn lẹ đi học con, lẹ ăn ngồi học. Trời ơi, có chừng mắc cổ em ơi. Vô. Quá trời quá đất. Nhìn Lâm chắc chưa đi khỏi ăn cơm quá. Ủa chết rồi. Trời Nam ơi. Trời ơi. Trời Nam ơi. Chúc mừng các bạn đã thành công. Một phút 23 giây, một phút 23 giây. Khủng khiếp. Nam, được cái vô dụng nha. Ê, ban đầu ăn là cũng ấy nha, hai cái cà là dễ nhất. Mà cũng trật luôn nha Nam. Em đây, anh cứ làm em hồi hộp, anh cứ đập. Trời ơi. Nhàn muốn ớ hỏng luôn. Trời ơi, anh trợn trắng luôn đó em. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành thử thách ở làng Mai Động. Các bạn sẽ được chọn 3 nguyên liệu trong số những nguyên liệu sau đây. Đậu hũ, thịt ba chỉ, mắm tôm, chả cốm, các loại rau ăn kèm. Vậy thì theo anh nghĩ là chọn mắm tôm, bún đậu với lại thịt heo. Dạ rồi. Tôi đi chỗ khác, chỗ khác tiếp. Rau mình có thể dọc đường mình hái rau. Đúng rồi, đúng rồi. Không có rau này thì mày ăn rau rừng cũng được. Rau rừng ở đâu ra? Hai năm câu mà mình chắc là không được luôn anh em. Sao vậy ta? Trời ơi là cũng 50% rồi. Em nói sao vậy? Cũng khó mà. Khó đấy. Đúng khó. Rồi còn phải trùng với nhau nữa mà trong khi đó óc não tụi mình đâu có đều nhau đâu. Hai quy rồi trời sụp quá trời luôn. Em không có trí tuệ rồi đó. Rồi, ai là não cá vàng nữa. Không có chương trình này phải ngồi nghỉ ở dưới nắng này hả? Đúng rồi, sao khổ vậy? Nghỉ chỗ khác đi. Đi qua bên đây nè, bắt kéo qua đây ngồi đi. Đã qua 15 phút rồi ạ. Dạ. Bây giờ là 5 câu hỏi mới. Sau khi dùng thẻ cơ hội, mọi người chú ý không nhìn bài nhau nha. Dạ. Nếu chúng tôi thấy gian lận thì chúng tôi sẽ hủy cái đáp án. Quá thừa rồi. Cái quy định rồi, quá thừa so với người nhau. Đạo đức nghề nghiệp, lương thiện, thiện lành. Hỏi đi ạ. Câu số 1. Làng Thương Thượng thuộc quận nào của Hà Nội? 5 4 3 2 1 Mời đáp án.
Sao này gò vấp anh. Anh ơi, Phú Nhuận gò vấp gì ở đây? Quận 7, quận 7. Đâu? Sao quận 7? Linh ơi, nhầm đường Hải Thượng yêu hả? Em thấy ghi quận Hoàng Kiếm hoặc là quận Tây Hồ mà rất. Em thì làng nó cái gì em ghi quận đấy luôn. Quận Thượng gì? Thương Thượng gì đấy? Em ghi à, quận Thương Thượng. Đây nè, phải thông minh như anh nè. Nhưng mà thôi, nhìn đến quận 7 đã biết anh em mình sai rồi chứ còn ghi cái gì nữa. Phải thông minh như anh nè. Cái làng này nổi tiếng là cái gì? Ốc à. Bốn ốc. Là quận Thừa Ốc, quận Thừa Ốc. Thôi tiếp đi chị ơi. Đáp án của chúng ta là Khương Thượng thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Đống Đa anh ạ. Thấy cây đa ngoài kia không? Thấy cây đa đống nó. Một đống ngoài kia cây đa nữa. Trời ơi chết rồi. Ngoài về chương trình ngu quá rồi anh em đa ơi. Đa quá, thả anh em mình xuống đây, ai mà biết được ở đâu. Câu hỏi số 2, não ốc nằm ở đầu, thân hay đuôi ốc? 5, 4, 3, 1, xin mời. Thân ạ. Thân ạ. Đáp án là đầu ạ. Ủa, sao nó lại đơn giản thế nhỉ? Ê, nó nghe là anh em ơi, cái này mình nghĩ luôn được không? Anh em mình vô tri quá à. Thông minh vô nha, tại vì 5 giây rồi làm sao mà sống nổi 5 giây. 5 giây dưới ghi cũng kịp, nói chi suy nghĩ. Hãy cho biết bộ phận này có tên là gì? Đây ạ. Mai, cái mài. 5, 4, 3, 2, 1, xin mời đáp án. Vậy os. Rõ ràng nó là vậy os. Tôi công nhận đáp án ạ. Rồi câu số 4, ốc mít có tên gọi khác là gì? 5, 4, 3, 3, 2, 1. Lát. Ốc lát nha. Đúng rồi đó, cái nào không sai được. Chính xác ạ. Yeah. Sau khi mọi người trả lời được đúng 2 trên 5 câu hỏi thì chúng tôi có 5 tấm hình có nguyên liệu món bút ốc cho các đội lựa chọn. Và mọi người sẽ chọn 3 trên 5 nguyên liệu. 5 món bao gồm là ốc, xương heo, cà chua chín, bột nghệ, bỏng rượu ạ. Và số 5 là rau ăn kèm. Ê bây giờ mình lấy cái này đi, cái này em cần luôn nè. Cái này rất cần. Cái này phải cần rồi nè. Không, cà chua các chua. Xin được dùng mà. Ủa ốc thì mình có rồi. Ốc là mình lấy đúng không ạ? Bây giờ được lấy 3 cái. Phải lấy ốc, phải lấy ốc chứ. Rồi. Hai người phải có ốc rồi. Thịt heo không cần. Ê không, mình lấy cái này đi, mình có luôn cái cá chà chua bánh trái nè. Đúng. Ê biên tập. Đúng rồi. Đó cái chà chua đàng hoàng, phải đưa tôi nguyên liệu đây nha. Đúng rồi, 3 trái to nha, 3 trái này phải 1,5 cân. Xong ạ. Ê đầy đủ. Yeah, đúng rồi, đầy đủ phải rồi. Này. Wow. Đây đâu, trời ơi cái gì vậy? À, anh em ơi, chết rồi, nhìn cái trò chơi kìa. Wow. Em nghĩ là nước là nước tự nhiên thôi, còn hồ này không biết. Bờ hồ đẹp quá. Wow. Tuyệt vời luôn á. Thơ mộng quá. Quá tuyệt vời. Ủa, ekip kìa. Đẹp quá. Chờ mình kìa. Là tới đây chơi trò chơi thử thách tiếp hả anh? Thử thách. Đúng rồi, là thử thách tiếp đó. Tôi là quan giữa đám đông, nhưng khi mà mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong sao nước tà lè vậy? Sao nước tà lè vậy? Mới mưa mà. Bốn tay anh em ơi. Búng bung là của anh. Của anh đó. Bung bung à, hãy nói đi ạ. Vừa rồi có một cơn mưa nên bãi cỏ ở đây rất trơn trượt. Khi chơi game mọi người hãy cẩn thận. Thử thách ở đây có tên là bung dù nhảy xa.
mọi người sẽ bung chiếc dù của mình ra và nhảy xa nhất có thể. Nếu kết quả cả 4 người cộng lại là 15 mét thì thử thách thành vậy công. Là mỗi người phải 5 mét. Đâu, mỗi người 4, 3, 12, 4, 3 mét, 4. 3 mét, 3 mét. 3 mét, 4 mét, gần 4 mét. Trời này mày kêu nhảy 4 mét hả? Đó rồi. Cầm anh cái dù bung ra xong hai là cái đầu gối hả? Hai cái đầu gối với một cái rụt thừa. Rụt thừa. Bây giờ mỗi người mình bung bao nhiêu ạ? À, 3 mét rưỡi. Ôi. Đừng có phải đặt mục tiêu cao cao lên. Đâu, 3 mét rưỡi là mới được có 4, 3, 12. 4, 3, 12. 20 mới được 14 mét. 14 mét vậy là 3 mét 7. 3 mét 7. Ôi. Ê nó nghe nè. Eo ơi, 4 mét nó tới đây. Mấy người có hiểu được người là thường anh là vận động viên không? À, chúng tôi có clip để minh chứng ạ. Đâu? Nhảy đâu? À, ông. Đâu, ông nào đâu? Rồi, ao, rồi rồi giùm đó giùm. Ở đây nha. Nó trượt á. Rồi có nhiêu đâu vậy, bao nhiêu? Bao nhiêu? 3 mét 83. 3 mét 83 hả? Rồi ok. Chơi! Chơi đi! Ủa, chấn thương nha anh em ơi! Trời ơi, cái dù nặng anh ơi! Trời ơi! Tưởng cho nước uống hóa ra cái dù còn buộc thêm nước vào nữa này! Sao mà vào cái đội toàn thương binh với lại toàn đau khớp với lại ruột thừa không vậy trời? Ủa, rồi cái này rồi chơi sao? Mọi người có khát nước không? Mọi người uống giúp em chai nước! Thế này! Chứ mà nó nặng lắm! Trời ơi, gió nữa nè! Chơi đi à. Ôi trời trời ơi. Ê, gió đâu? Gió hướng này, gió hướng này. Để đây, để hướng này, gió cho văng mình ra nữa. Để hướng này. Ok chưa? Xa lắm anh em ơi. Anh bay được. Ê, nhanh đi, nhanh đi. Ê, nhanh đi, nhanh đi. Tôi thử đi. Anh thử trước nha. Rồi, 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 ok. Gió hướng này, gió hướng này. Coi chưa trước. 1, 2, 3, bắt đầu. Coi chừng lòi ruột nhanh. Cố gắng lên. Cố lên anh ơi. Anh Tuấn ruột thừa, cố gắng lên. Nào. Nhảy! Nào! Nhảy! À, có sao không? Có sao không? Có sao không anh? Nó bị lông cái ruột em. Lông. Rồi đo từ chân 4 mét rồi. Thật sự quá lăn xả luôn. Có đau không? Có đau không? Một người anh mới mổ ruột thừa mà một cú trượt quá đỉnh luôn. Em nói thật, anh chỉ nhảy tầm 2 mét rưỡi thôi mà anh trượt tầm 2 mét rưỡi này. Em giỏi quá. Trượt hay thật chứ. Giỏi dữ ta. Hay quá. Hay quá. Một người anh rồi có động lực. Tới người anh tiếp theo. Bây giờ chằn sao nhảy nè em. Mà đây đội đội mình về nha. Em ơi, dây chằn ơi. Ôi, cố lên này. Ôi, cố lên này. Ủa. Anh ơi, gió hướng này. Cố lên nào anh ơi, rồi. Rồi. Nhảy đã. Nhảy đã. Dừng lại. Hết cỡ rồi. Sao em có hai ông anh như có những cú trượt. Cú trượt này dài chắc. Hay quá. Bao nhiêu? 4m3. Trời ơi, ủa bằng nhau vậy? 4m3, 4m3 là nhiêu rồi? 8m6 rồi. Tới em cái rít. Đầu gối đang đau rồi, tay còn bị lông khớm nữa. Rít đây, trượt kiểu mà tụi nó ghi bàn nó xong hay trượt đầu gối mà nó rơi dài ra đấy. Em đang đau đầu gối đó anh. Ủa vậy hả? Phù hộ em tôi, phù hộ em tôi. Cố lên em ơi. Phù hộ em tôi. 1, 2, 3. Phù hộ em tôi. 1, 2, 3. Nhảy. Rồi, 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 đúng rồi. 3m81. Không sao, không sao, tốt rồi, em ơi, tốt rồi. 3m81 vậy là còn bao nhiêu? Em gần 4m5. Anh có thấy 4 cái chai, 6 cái chai này không? Cố lên anh ơi. Hãy nghĩ về vợ, nghĩ về con đi. Đoạn này mà em được 5m là chiếu khắp các cơ sở bún đậu luôn đó. Anh ơi, vận động viên chưa tới 5m anh ạ. À. Lấy đà xa đi. Xa nữa. Nữa đây, nữa rồi, đây, rồi, nữa rồi, đây. Rồi, rồi. Xa quá, coi chừng mệt.
Ở đây mệt đó. Rồi được rồi, đội mình đoàn kết thật chứ. 4 mét. Đo đây. Từ mép chân. Chúng ta sẽ tính từ cái dù ạ. Từ cái dù. Tính từ cái dù. Đúng rồi đây à. Đo đây. Không làm sao từ cái dù. Em Trường tội nghiệp quá nhưng mà không công nhận. Em Trường lố quá không chấp nhận được. Thêm 15 xăng nữa. 15 cm rồi bao nhiêu? Trời ơi. 5 mét rưỡi. Sao mà trời ơi 5 mét rưỡi nhỉ? Đến vậy em không trườn nữa, trườn làm gì cho nó nhục. Tới đây là 5 mét rưỡi rồi. Hay quá Khoa ơi. Hay quá anh Khoa ơi. Làm ơn. Tuyệt vời quá. Làm ơn nói lên cái thành quả của tụi tôi đi. Tụi tôi không phải là những cái gì vận động viên nhưng số liệu nhận được cuối cùng là bao nhiêu? Kết quả cuối cùng của các bạn là 17,97 mét. Chúc mừng các bạn đã thành công. Cái hồi nữa em trườn chắc phải lên 20 mét. Ê, có khi nào mình chơi đến cái trò cuối là mình luôn cái phần phải của mình luôn không ta? Bụng bung nè. Xin mời các bạn chọn nguyên liệu: thịt xay, nấm hương khô, sườn non, giò sống, dọc mùng. Em chỉ nhớ là cái này bọc bột phải có này nè. Rồi cái này phải có nè. Có thịt bằm không? Xay. Cái này chắc chắn có. Cái này là gì? Bột chắc chắn có. Không nha. Rồi đó. Hey you. Yes. Chúng tôi là đội xơi. Yeah. Rồi. Đúng như đội xơi. Là sẽ bị xơi xong xong. Yeah. Chúng tôi là những đội xơi thật. Yeah. Chúng tôi là đội xơi. Quay thêm bài giống như Nobita luôn. Có những rớt nó xuống, lăn đéo thôi, thịt dễ làm. Đó. Rồi, tới rồi, địa điểm thứ hai. Ủa, ăn nữa hả? Không, theo anh đoán nha, khả năng là gấp hạt đậu nành hay gì đó đó. Quẹ, ngang rồi. Chết rồi. Hà là gì? Xui. Sao tự nhiên anh rút, anh tự nói luôn á. Thường thường á. Thường thường nha. Sắp gì? May mắn đấy nha. Ít đi nè. Sắp gì? Sắp bị đau nha. Ok. Xin mời các bạn mở cây ra. Ủa? Này miếng thịt chả mà. Chả viên. Các bạn sẽ thực hiện một thử thách liên quan đến món bún chả. Thử thách ở đây chính là các bạn phải xếp chồng 10 miếng chả lên nhau. Và trong vòng 5 giây, nếu 10 miếng chả không bị đổ thì thử thách thành công. Lấy miếng to nhất đi, làm đế. 1. Im đó nha. 2. Vô đi. Trời ơi. Ôi, mình đâu có bị thời gian đâu. Xin lỗi. Hay bị thời gian á. Ừ. Về hướng tay xíu. Ok nha. 10 miếng hả? 10 miếng lận. Dữ vậy? 2, 4, 5, khó nha. Cái miếng nào mỏng đi. Đó, miếng nó ok đó. Miếng nhẹ nhàng lùm.
thách thất bại. Ủa? Nếu mở phong bì cơ hội, các bạn sẽ có cơ hội thử thách thứ hai. Lên là gió, là gió. Có một lần thôi hả? Sao mà làm gió, được? Gió nó thổi mà, có ai đâu. Khó quá vậy. Hiện tại là cái này là do gió, phải vô. Dạ, đúng rồi. Còn bây giờ mà nếu mà mình chọn một cái phong bì của ai mà đem ra mà xui là do người đó. Đúng rồi. Bây giờ em đi, lát qua em đi. Em không, không nè, hên nè. Hên không? Này xăm gì? Sao mà hạ rồi đó? Nhắc lời chứ vậy. Nhưng mà nhiều khi nó ngược. Dạ. Hạ nhưng mà nó hên. Hên hên nha. Nghỉ ngơi tại chỗ 30 phút. Cái gì vậy, là anh mất thời gian rồi đó. Hà hà nha. Ừ. Sao mà hà hà nha? Sao mà hà, anh tự tạo luôn. Sao quá, con Jennifer thì quăng nó xuống sông luôn đó. Ừ, chết rồi. Được cái luôn đi anh ha. Mình đâu có nhu cầu nghỉ ngơi. Đúng. Bây giờ sao? Đem một cây trước đi anh. Xăm này nói bạn nên xăm chân mày lại. Nam. Xăm này nói anh Lâm nên làm môi lại. Trời, ôi trời. Thời Hiếu làm giận lắm nè. Hiếu bạn gì hay lắm. Giờ Hiếu nãy giờ. Xăm này nói bạn nên uống xăm Ngọc Linh. Xăm này nói đuổi thằng Hiếu đi. Nó tào lao quá. Bao phút chưa? Mới được có 10 phút rồi anh. Lâu ha. Thôi quay đi coi trình chứng tỏ đồ hơn hay xui thôi. Ok. Quá, quá. Anh xui nhất nha, anh xui nha, anh xui nha. Không. Đứng tay đi. Cũng là đau đớn gì đâu. Đúng không? Okay. Ừ. Mà chơi không cọc nha. Không cọc. Ừ. Em á, cái đó là em. Không, dù em búng anh, em búng mạnh, không có hổn nha. Khán giả không chửi em hổn nha. Ok, ok, ok. Ok, okay. Để chơi chơi mà. Không có nói em hổn nha, chơi. Chơi. Đúng. Ôi ôi, ôi ôi, ôi ôi, anh ơi. Ây da. Anh ơi, sao uống nhiều đấy? Ai uống nhiều đấy? Mấy anh em gửi. Đã hết 30 phút. 30 phút đã cho qua. 30 phút. Chơi. Trời ơi, mình cùng mình đua với thời gian, đua với chương trình và đua với mưa nữa. Đúng rồi. Mỏng à. Rồi lên. Chẹp chẹp ra đi. Ồ. Cái này nhấn vô rồi. Nam ơi, Nam. Qua trái. Ừ, qua trái. Nam được cái gì? Đưa. Cái gì đấy? Hiếu, nhanh đi Hiếu. Hiếu. Rồi. Thôi đừng làm bài xác đánh bây giờ. Anh cái miệng của anh á. Để anh. Gió mạnh nha. 1, 2, 4 anh mới có 4 à. Im. Gió. Đẹp chưa? Lên. Để anh. Áp lực thời gian, từ từ anh em ơi. Trời ơi, còn mưa nữa. Ngăn cản, mưa lắm ơi. Chín, rồi ai đó lên như 10 mà luôn đi rồi anh. Từ từ, đỡ bên kia. Con ơi, mỏng. Trời ơi. Không, tại vì mưa nó làm bở cái này ra. Xin mời buông đũa. Khó. Do mưa. Ông trời không thương tụi con rồi. Các bạn đã thất bại nên không giành được nguyên liệu của món bún chả. Mất 30 phút rồi mất nguyên liệu quá. Tại mưa gió bão bùng quá. Nó xui thiệt. Virinda
vị soda kem Việt Quốc mới, chua ngọt thơm béo, ngon xoắn lưỡi. Thử thách tại địa điểm này là tìm cua. Đi bắt cua. Tìm cua là tức là ekip đã giấu cua ở đâu rồi. Mình phải đi tìm. Ê, như đấy hồi nãy em đoán ngay là một cái gì liên quan tới cua. Ui. Ôi giời mẹ ơi. Trời ơi. Đây cua này rất ngon nha. Biết sao không? Để em á đi mua á mà cua nó màu nâu này về nè, rất ngon. Ngọt ngon mà cua nó màu đen á là không ngon. Trong bể cua trước mặt mọi người có 4 con cua đã được dán số dưới yếm. Hả? Trời ơi muốn ngất liệm. Trời ơi. Rồi nó banh thay rồi sao? Đánh dấu dưới yếm hả? Đừng nói đánh dấu là số hay là đánh chip, số hay là đánh chip. Đánh số à? Cà chip chắc chết luôn á. Mỗi thành viên sẽ lần lượt tìm trong 30 giây. Sau 2 phút, nếu như tìm đủ 4 con cua thì thử thách thành công. Trời ơi. Này chỉ cho 3 tiếng biết tìm ra chưa nữa. Chỉ 30 giây. Không tìm ra nó nữa. Vừa vô đúng xuống. Nó cắn đau rút ra. Rồi, mọi người sẵn sàng chưa ạ? Bấm giờ đi. Khoan nhìn đã, anh nhìn đã. Chưa bấm giờ nha. Chưa giờ đi. Nhìn đi. Chưa chơi nha. Chưa chơi nha. Đây anh thấy rồi. Cho anh chơi chưa nha. Bấm giờ. Anh chơi đi. Bây giờ thử thách bắt đầu. Bốn. Rồi. Nhìn dùng anh nha. Không, nếu mà dán thì chắc chắn con cua đó phải bự. Nhỏ nhỏ là dán được. Tùy ta. Ủa? Có thật sự là bỏ vô không? Có thật sự 4 con hay không? Hết 30 giây, đổi người. Ủa, không có. Ủa em đào mạnh dùm anh cái đi. Ở dưới á. Tiêu Việt, mày dây số đâu rồi? Mày có dây số đâu rồi? Bên em có nha. Em thọt tay vô em móc lên hết cho anh coi. Hey, hey, tới đây. Theo con, một con nè. Quay ra coi. Xin mời đổi qua người tiếp theo. Nè, trời ơi, Văn Bác nè. Bắt cua từ bé nè. Đó. Từ, bị rối mắt đây em ơi. Đi. Nhanh tay dứt khoát cái thằng lên. Tự nhiên em đào đàng hoàng, em chọt vô cái càng của nó em đào thì làm sao mà nó cắn. Nhanh lên, cái này càng chậm càng thấy đấy, càng chậm nó càng dễ cắp mình. Không thấy luôn. Hết giờ. Không có đâu, chết rồi. Như một kim đáy bể á. Rớt rồi. Bây giờ ăn gian làm tiếp luôn.
hai lần. Mày gắt đau quá, con nào cắn em đau quá nè. Đau lắm. Nằm im, mấy con này phải lật ngửa ra. Mẹ. Rất tiếc các bạn đã thất bại ở thử thách này. Nhưng mà chúng tôi cứ bắt được ba con cua này, chúng tôi muốn ba cua để về làm của riêng. Đúng. Cũng là nguyên liệu. Cũng là nguyên liệu. Chia. Đúng rồi. Chúng tôi đổ máu quá nhiều cho con bà cua này. Nhưng mà này là gia đình của nó nữa, nó phải đi theo gia đình. Nè, cái này là ba má gì, còn cậu mở út, mở hai, mở ba, mở tư, mở bảy. Nè, anh Sáu té rồi nè. Đây chính là chân dung con cua hồi nãy cắp em. Em muốn mang nó về làm kỷ niệm. Con cua này sẽ sống mãnh liệt quá giống em nè. Như đây thôi. Rồi. Tụi tôi chỉ mang dòng họ này thôi, chứ không có lấy nhiều. Lấy nhiều mất trong nó. Ông số 3, mọi người kiếm số 3 coi, tức quá nè. Mình tức là mình nó không có, hiểu không? Ơi em vừa giảm con cua đó. Ác quá rồi con ơi, đúng không? Ủa con số 3, thấy chưa? Anh giảm lên là nó ra ngoài nãy giờ rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi rồi. Không thể nào mà trùng hợp dẫm đúng con đấy được. Sao nằm dưới chân em vậy? Không, tự nhiên rớt đúng con cua đấy. Tới rồi. Trời gì vậy ta? Gì ta? Nhảy xa. Lần này phải được nha, để lấy rau nha. Đây sẽ là nơi để các bạn thực hiện thử thách của món bún thang. Bún thang của anh Giang. Thôi tôi khổ quá hả? Nuốt thang. Nuốt thang nuốt đáng ngược nghề của em. Rồi đưa rổ thang đi, em nuốt không chấn động thôi. Đỏ lửa nha. Đỏ lửa luôn, bao thang luôn. Quá tuyệt vời. Ba anh em lên xe trước. Vâng. Đi đâu vậy? Em mới lại nuốt thang. Nuốt thang. Còn anh lại lấy răng. Ủa, kỳ vậy? Thử thách ở đây của các bạn là xếp thang người. Thang người. Rồi, anh biết em ở vị trí nào rồi. Thang người. Chót à. Các bạn sẽ tạo dáng thành những chiếc thang người theo những tấm hình chương trình đưa ra. Giữ yên chiếc thang người trong 5 giây không ngã thì xem như thành công. Nếu thành công 2 trong số 5 tấm hình thì sẽ được công nhận hoàn thành thử thách. Trời ơi, mọi người không biết là tôi được mệnh danh là quốc cơ quốc nghiệp. Nguyên nghiệp hôm nay hả? Đúng rồi, ngày xưa là tôi bên siết đồ mà. Nói qua lát thua. Nói qua lát thua sao? Nhục nha. Hiểu là bên nó đùa cũng mạnh lắm á. Đúng rồi. Anh là bên gì? Anh là bên cơm. Bên gì? Cơm mà. Em cũng bên cơm. Chán nha. Xin mời tấm hình đầu tiên. Làm. Trời ơi, cái này khó nha. Duy. Duy là này hả? Rồi. Bây giờ anh ngồi dưới anh lên. Em dưới đi. Em dưới cho anh. Rồi. Rồi, đưa cái đầu gối lên. Ok chưa? Rồi, hợp lý. Đường nào em lên nhờ? Hiếu ơi, anh cứ dẫm ở đây được không? Anh dẫm đi, anh. Đang mỏi rồi. Anh nha. Vô đi. Hai, để anh Giang bỏ tay ra để em bật lên. Lẹ Nam ơi. Anh Giang, trời ơi. Ủa, trời Nam em lộn hướng rồi, em phải ngồi lên anh chứ. Đúng rồi. Trời ơi. Đây. Trời ơi. Đây. Đôi, im. Hiếu ơi. Trời ơi, cái gì vậy anh? Bà Nam thì thiệt luôn bà. Nam này. Bà Nam bảo khéo léo vậy. Sau đây anh trên cùng cho. Anh trên cùng cho. Đúng rồi. Đây là vị trí của anh đó. Đây. Đây đủ anh. Rồi. Hiểu không? Lên. Ok chưa? Ok, em ok nha. Em vững nha. Làm xong chưa? Em xong rồi. Giờ này còn đéo kiến nữa. Cậy em đi. 1, 2, 3. Trời ơi. Dựng nha. Yes. Ê, dựng. Anh ơi, cái chân anh thụt đó. Đứt em ba lần rồi, nó đứt anh ơi. Cười, này cười hư á. Anh là.
lại nha. Đây, ok, ok. Khó đấy. Hai cái gối chặt vô. Hiếu ơi, cố lên. Rồi, rồi, rồi. Ok chưa Lâm? Ok rồi anh ơi. Một, hai, ba. Dưới. Lên nha, lên. Dẫn nha, dẫn, dẫn, dẫn. Anh dẫn đầu em đi, em làm được. Dưới. Em làm được. Đừng có nói anh mắc cười. Đừng nói anh mắc cười. À, tập trung đi. Một, hai, ba, bốn, năm, thành công. Có quen bên bác sĩ địa đệm hay lắm. Trời, cái gì vậy? Sinh á, sinh. Quay vậy? Máu hả? Máu. Nãy giờ anh lên đầu em rồi hả? Chúc mừng các bạn đã làm chiếc thang người đầu tiên thành công. Lưu ý là các bạn được quyền bỏ qua những tấm hình khó. À, được chọn. Vậy là mình chọn. Ok rồi, mình ok rồi. Mình chọn nào khó nhất đi cho tay tên hãy mình. Cho đội kia nó coi phát sóng nữa nè. Đúng rồi, cho tôi tấm hình nào khó khó đi. Ê, cái đó ngu không? Được hết. Được. Trời ơi. Dễ ẹt. Xếp hình. Anh eo còn làm được không? Lẽ mình làm được. Khó nha, được cái này luôn. Khó nha. Lâm là mạnh nhất, là Lâm là cái chú em David. Muốn cho em hoài vậy. Em mạnh nhất em tập đà để cho những việc này mà. Em Linda nha. Rồi, ok. Em thứ ba đúng không? Em là cô Jessica. Jessica, ok. Anh dẫn cho em lên. Đi đi. Rồi em lên nha. Lâm thấp cái tay thôi nha, mày đừng cao quá nha. Bây giờ em phải quay ngược lại đúng không? Này đúng không? Lẹ đi đừng có nói nhiều, lẹ đi bớt thoại đi. Đi ra nặng quá. Trời ơi. Ok chưa? Em ok rồi. Thẳng cái chân này lên. Ráng vậy, chạy ráng chờ anh nha. Trời ơi, nặng quá. Sao rồi? Miếu. Miếu xong rồi Lâm ơi. Em đã lỡ sự rồi. Dạ, mọi người lấy, mọi người lau giùm em đi, em lỡ rồi. Này khó, này thực sự khó. Khó, thật sự khó. Quá, quá. Lực ở tay tiếp nhiều. Nè, ok, ok. Lâm. Thôi, gì? Tôi kính vô. Em kính vô, em kính vô. Áo hồng, kèn béo hồng mà em nha. Em áo vàng nha. Em áo vàng. Em là xám, anh áo đen á. Ờ, ok. Đã đúng trang phục luôn nè. Đó rồi, gọi á, đúng rồi. Không, ok lắm, ok lắm. Dẫn cái này, dẫn cái này, dẫn. Khi nào anh hát bài là xong đó nha. Nhông 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 ba là con ngựa đi. Hai ba. Nhông 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 cha là con ngựa để cho em đi tìm nhà em nha. Nhông 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 ngựa ba mẹ quá. Con không biết mệt nhắc mệt á. Biển cương lá ơi Thu Hà em ơi. Bùm chắc gương dài mịt mù anh không đến ơi. Bùm chắc. Nước buồn cơm lửa mình. Không đến một mình chúng ta nên ơi chúng ta. Ngửi ngửi. Mời các bạn đếm. Ôi, em chưa đếm nè. Bốn. Xuống chết đi chị. Ba. Hai. Một. Hết giờ. Trời ơi. Trời ơi. Cái này. Đâu. Ui. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành thử thách của món bún thang. Xin mời các bạn chọn 3 nguyên liệu cho mình. Thịt gà, xương, trứng vịt, giò lụa, rau bao gồm gừng, nấm hương, rau răm. Chết. Liên quan tới món kia. Quan trọng dính tới món mình vậy. Thì người ta biết mình làm món đó, người ta phải làm khó mình chứ. Quá khó. Thì đã có bún rồi, đã có mắm tôm rồi, và có đậu rồi. Có đậu rồi. Dù gì cũng có món. Còn nếu như có bún rồi mà không có gà thì không thể nấu món khác được. Phải có gà. Anh nghĩ là lấy gà chứ. Rồi. Biết đâu con gà cái mình mổ bụng cái đó, tưởng nó có trứng ở trong. Gừng, nấm hương, colorant với gà là nấu được rồi, có bún là cũng có thể tạm được rồi. Đúng rồi. Ok. Mình đem mắm tôm vô cũng ra được bún thang mặc dù nó không đủ. Đúng. Giò nữa thì có thêm giò là nó có. Đúng. Đủ. Là giò, ăn giò em cũng được. Tức là bây giờ mình chọn giò lụa, gừng, nấm hương, colorant và gà. Ok. Ok. Trong tay mình có hai món, mặc dù không đầy đủ nhưng vẫn có hai món. Đúng. Rồi, nói gì nữa? Anh em chúng tôi chiến thắng. Xin mời các bạn di chuyển đến địa điểm tiếp theo.
cái gì làm được đúng không? Đúng rồi. Dọn dọn cái này cho thiết kế cái. Dạ được rồi. Trời ơi, điện không nói nhiều từ quá. Tôi lớn ra lên và sinh ra Đồng Nai. Quê tôi khổ lắm. Ngày xưa trước khi đến với con đường diễn viên, tôi đã từng bóc vác và làm tất cả mọi thứ bằng tay bằng chân. Rồi, kinh vô luôn anh ơi. Rồi, kinh vô luôn. Tôi lớn lên ở miền đất Đồng Nai. Quê tôi cực lắm. Có tôi cũng có thể làm được tất cả mọi thứ. Làm cha, làm mẹ, đỡ đẻ. Nói chung cái gì cực khổ tôi cũng thể làm được. Đi anh em ơi. Con đi. Rồi. Đi luôn qua cầu luôn nè. Đi luôn qua cầu luôn. Anh Long hồi ở quê là làm những cái việc ấy thật hả? Đúng rồi. Nể với tôi làm gia sư mà trong đó tôi không biết cái gì. Cái gì? Môn gì? Toán. 9 lần 7 bao nhiêu? 9, 7, 7, 2. Đúng rồi. Làm gì khó. 10 lần 7 mới 70 thôi mà 9, 7, 12 à? 1, 9 lần 18, 10 lần 7, 70 thôi mà 9, 9 lần 7, 12. 10, 9, 6, 8, 7, 5, 6, 9, 8, 6, 3, 9, 9. Mười lần bảy mươi 70 thôi mà 9 lần 7 là 72 hả? 9, 9, 28, 9, 3, 27, 9, 4, 9, 36, 36, 9, 5, 45, 9, 6, 5, 4, 9, 7, 6, 3. Đúng. 8, 7, 2, 9, 9, 8, 1. Phải chứ, 7, 6, 3 không? 9, 7. Thực sự con tôi nó sẽ tự học được thầy ạ. Bún ngang chơi rồi, bún chả chơi rồi. Bún đậu chơi rồi luôn. Lắm, bún ngang. À, còn bún ngang. Trời chắc đi bắt vịt quá. Mưa này đi bắt vịt là đúng việc rồi này. Mưa quá hiểu. Nhà dột. Từng cơn mưa đi qua, để lại những ký ức anh và em. Tìm nhau trong cơn mưa thân thân lần theo những dấu vết cánh rơi tưởng như tưởng như cao quá mà ngờ ui rồi có cả phở lát kìa quá cao thôi anh ơi mưa tạt thiệt rồi mày ơi. Thôi mệt quá anh Giang ơi, nghỉ đi, anh nói nhiều quá anh mệt, đúng mệt luôn á. Nghỉ dưỡng sức xíu chơi tiếp anh ơi. Anh bài hiểu à. Không giờ rồi anh ngủ đi anh, hơi đâu mà lo lắng anh ơi. Đừng bóp kèn cho em ngủ được không ạ? Anh, nhỏ nhỏ kèn lại cho em ngủ. Quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi. Tôi cười nhiều mệt mỏi quá. Kìa anh ơi, ui dồi một đàn vịt sai sai kìa đúng không? Chạm để mình nói đúng ra. Dẹp nè, 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 dẹp vịt nè. Trời ơi, chân chạy vịt đây rồi. Kìa kìa, trắng tinh một vùng kìa. Trời ơi, lội đồ bắt vịt là con xỉu luôn. Vâng, và chúng tôi đang có bún handmade của nhà hàng 5 sao. Thưa quý vị, với món bún vừa rồi thì bây giờ Kiều Minh Tuấn đã thành món cháo dinh dưỡng rồi. Xin chúc mừng ekip mình ạ. Ngày buồn hay vui. Ủa, hát kìa, ai hát kìa? Ủa? Ai hát kìa? Ai vậy? Ai vậy? Ủa gì vậy? Mắc gì vậy? Bài của mình chứ ai? Tự nhiên cái mở giờ này, mở giờ trưa là sao? Trời ơi, tôi ám ảnh bài này lắm rồi. Ừ, bài thân thân mình đó. Mở 3 giờ mở. Ai hát kìa, ai hát kìa. Ai hát kìa. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy?